Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món gọi là món đùi gà chiên với lại bồ chiên giòn. Thì hôm nay mình có đi chợ và mình đã đi siêu thị và mình mua được một ít thịt chiên, một ít thịt gà, một ít đùi gà như thế này đây. Đây là một cái đùi gà mà mình đã mua tại siêu thị Bixi, đấy, Vinmart. Trong khi đó thì mình cũng mua thêm bột chiên giòn. Cái loại bột chiên giòn này thì là để tí nữa mình sẽ quệt vào con gà, vào chiếc đùi gà ấy, thì mình sẽ thấm vào cái đùi gà để mình chiên lên để ăn xem nó như thế nào nhá. Đây là cái cách mà mình chiên giòn. Mình chưa làm cái đùi giòn này bao giờ. Hôm nay mình sẽ thử làm. Đây là cái đùi gà mà mình đã mua tại siêu thị Vinmart. Đấy. Ngoài ra thì mình có chuẩn bị đây. Mình có chuẩn bị một lọ dầu ăn của Nga. Đấy. Sau khi đấy thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành là tẩm bột vào đùi gà để chuẩn bị chiên lên. Đây là bát mình đã chuẩn bị để đổ bột vào. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành tẩm bột vào chiếc đùi gà này để tí nữa chuẩn bị cho vào ấy này, vào chiên này. Đã xong, mình đã tẩm xong cái đùi gà cuối cùng này. Và bây giờ thì cái bước tiếp theo mình sẽ đun sôi dầu và chuẩn bị cho vào chiên. Đã rất là nóng rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành rán những cái đùi gà này. Đây là những rán này.
Rồi sau khi mà đã gọi là đã tạm và được rồi thì tôi sẽ vớt những cái này ra một cái đĩa. Đây, tôi đã chuẩn bị sẵn một cái đĩa. Thưa quý vị và các bạn thì tôi cũng đã vừa mới làm xong dán xong một số cái đùi gà mà tôi vừa mua ở siêu thị Bích Sĩ, siêu thị Vinmart về. Đây là toàn bộ 4 cái đùi gà mà tôi đã chiên xù lên và chuẩn bị thưởng thức. Xin mời các bạn và quý vị và các bạn cùng ăn cùng tôi nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn thì hiện tại mình lúc nãy thì mình cũng đã sơ chế xong đùi gà, mình cũng đã làm mình cũng đã dán xong đùi gà và bây giờ thì mình sẽ tiến hành thưởng thức nó xem là cái mùi vị của nó như thế nào nhá. Đây cũng là một cái lần đầu tiên mình sẽ làm một cái món ăn đơn giản thế này thôi, thì cũng rất là mong mọi người sẽ ủng hộ mình cho kênh của mình được mỗi lần được tốt hơn. Bằng những cái lời comment động viên, bằng những cái click chuột đăng ký kênh của mình để cho mình có thể phát triển những cái video rất là hay hơn đến nữa. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thưởng thức nó. Đây thì hôm nay mình cũng đã mua tại Vinmart được một quả xoài như thế này. Hiện tại thì vừa rồi mình cũng vừa mới rửa nên là nó có một chút nước này thôi chứ không phải là như thế nào cả. Mình mua một quả xoài như thế này. Bên cạnh đó thì mình cũng đã mua một chai tương ớt chin su để chấm với lại đùi gà rán, và một lọ muối ớt Tây Ninh, muối ớt Tây Ninh như thế này để tí nữa ăn đùi gà rán xong mình sẽ gọt xoài để thưởng thức. Còn bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức món gọi là món đùi gà với mình nhá. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành bóc cái này. Còn rất là nóng, còn rất là nóng đây. Mình có thể bóc từng cái thớ này ra như thế này. Sau đó mình sẽ chấm vào đây. Rồi ăn. Ngon tuyệt vời luôn các bạn ạ. Mời các bạn nha. Đây là miếng đùi gà của mình. Hãy còn đang rất là bốc hơi. Đói mà được xé một miếng đùi gà ăn thế này thì tuyệt vời. Thấy thịt ở trong rồi các bạn ạ. Ngon lắm. Nào quá. Ok.
rất là ngon luôn các bạn nhé.